mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 5 ngôi sao bóng đá ăn chay. Bạn hoàn toàn có thể là một ngôi sao bóng đá hàng đầu và đồng thời là một người ăn chay. Có nhiều tin đồn cho rằng Messi là một người ăn chay. Trong thực tế, anh chỉ ăn ít thịt hơn trước đây. Chế độ ăn kiêng của Messi dựa trên các loại hạt, trái cây và rau quả. Ăn như vậy giúp anh khỏe mạnh hơn và giữ được vóc dáng. Sergio Aguero cũng ăn uống với một chế độ ăn kiêng chuẩn mực. Dưới đây là 5 ngôi sao quyết định trở thành người ăn chay. Hector Bellerin. Anh đã dừng việc ăn thịt và nói rằng: "Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng ta làm cái gì như thế nào thì cũng sẽ nhận lại được kết quả tương tự." Việc trở thành một người ăn chay cũng giúp cải thiện sức khỏe của anh ấy. Hector Bellerin tiết lộ: "Cơ thể tôi cảm thấy tốt hơn, tôi phục hồi nhanh hơn và tôi giảm đau mắt cá chân khi thực hiện chế độ ăn kiêng." Alex Morgan. Alex Morgan là một ngôi sao bóng đá thế giới. Cô cũng là một vận động viên rất ý thức với môi trường. Cô quyết định theo chế độ ăn chay. "Thật không công bằng khi tôi ăn thịt trong khi tôi yêu mến thú cưng của mình." Cô đã ăn chay được 2 năm và cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Chris Smalling. Làm theo lời khuyên của vợ Sam Cooke, anh đã ăn chay, giảm viêm gân ở đầu gối của mình. Jack Winsier. Winsier ngừng ăn thịt và gluten là loại protein có trong lúa mì lúa mạch vào năm 2018. "Ngày hôm nay, tôi tốt hơn và nhanh hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy như tôi có thể chơi bóng lâu nữa." Jermaine Defoe. Defoe vẫn chơi với cường độ chuyên nghiệp ở tuổi 36. Theo anh, đó là do chế độ ăn kiêng của anh. Anh tin tưởng điều này giúp anh tránh chấn thương cơ bắp. Những vận động viên khác cũng sẵn sàng ăn chay như Kai Irving và những vận động viên tennis như Serena và Venus Williams. Ha ha ha, 问什么的说